Xin chào tất cả các bạn, độ hot của bộ phim Ta là Lưu Kim Phượng khiến mọi người hóng quá. Nhiều người dọa đốt nhà F0 nếu không ra thêm tập mới. Sợ quá, mời mọi người xem tập tiếp theo nhé. Thấy Lưu Tể Tướng trúng tên Hoàng Thượng rút dao đi đường quyền về phía Tể Tướng, nói là đi đường quyền cho oai chứ còn chưa đâm chém được cái nào đã bị bẻ tay bung cả dao. Thấy không ổn, thị vệ bên ngoài của Hoàng Thượng chờ sẵn lập tức xông vào ứng phó, kèo này khả năng Tể Tướng ngán luôn nhưng mà là đập bọn này ngán ấy. Vĩnh Phúc phu nhân và hoàng hậu đến thấy bệ hạ ngồi cứ như đang xuất rồi thì hoảng lắm. Lưu Tể Tướng ở bên đối diện kiểu nó mới bị đập mấy cái chật vai thôi, gào khóc cái gì. Lúc này hoàng thượng vẫn cố gọi cung thủ bắn chết Tể Tướng, ơ mà chả thấy đứa nào thưa. Hóa ra nhóm cung thủ đã bị Ngư Trường Nhai bắn điểm xạ gãy hết rồi. Vĩnh Phúc phu nhân trách mắng hai người có phải nít lên ba đâu mà còn choảng nhau, rồi gọi người dọn sạch sẽ chỗ này và dẫn hai người đi xử lý vết thương. Ơ thế nào mà cụ thái giám này vẫn chưa bị ăn đòn nhỉ, hôm qua còn thề theo hoàng thượng vào sinh ra tử mà nay trốn nhanh thế. Hoàng thượng định truyền thái y thì bị Tể Tướng ngăn lại. Ông hỏi chả lẽ hoàng thượng muốn tất cả mọi người biết ngài muốn ám sát Tể Tướng sao? Rồi bọn thuộc hạ trung thành của Tể Tướng mà biết thì lại đánh nhau to. Sau đó Lưu Tể Tướng tới nắn vai cho hoàng thượng, còn dạy hoàng thượng nếu không có bản lĩnh thì đừng điên, còn đã điên rồi thì phải điên tới cùng. Mũi tên hôm nay nếu có tẩm thuốc độc thì mạng này của Tể Tướng khó giữ rồi. Hoàng thượng xét thôi, giờ việc đã rồi, ông muốn chém muốn giết thì lẹ lẹ đi, còn dạy dỗ gì nữa. Lưu Tể Tướng lúc này tiếp tục dạy hoàng thượng không thể dồn đối thủ vào chỗ chết thì tốt nhất cố gắng mà làm bạn với hắn, không làm được bạn thì sống hòa bình vui vẻ chan hòa tình yêu thương. U là trời, từ phim hài mà chuyển thành phim triết lý cuộc sống luôn rồi anh em ạ. Hoàng hậu bên này nghĩ kiểu gì cũng thấy tuyên lang của nàng lấy danh nghĩa mời nàng tắm suối nước nóng để ám sát cha nàng Lưu Tể Tướng. Vĩnh Phúc phu nhân ở bên cạnh thì kiểu ơ thế giờ mày mới nghĩ ra à? Thôi chuyện bé tí teo đôi khi phải mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Hoàng hậu đáp ngay mạng người thì chuyện nhỏ cũng được nhưng mà danh tiếng của con thì nó to. Buổi tối trên bàn ăn thái hậu khen Lưu Tể Tướng tắm suối nước nóng xong nhìn sắc mặt trắng hẳn, à thì cũng mới bị trúng một mũi tên chứ trúng độ chục mũi nữa thì trắng bạch luôn ấy chứ. Người tung kẻ hứng, Vĩnh Phúc phu nhân và thái hậu nói chuyện vui vẻ hợp ý, còn phía danh dài thì vẫn cay chuyện hồi sáng lắm, hoàng thượng định gắp món gì liền chọc đũa tranh. Hoàng thượng sáng mới bị đập xong cũng chả vui vẻ gì, giờ bị thế tức giận đập đũa, hoàng hậu liếc mắt qua kiểu rồi sao chú thích gì. Bực quá Kim Phượng định nói ra cho thái hậu thì bị hoàng thượng cản lại, hoàng hậu bèn kéo tay hoàng thượng ra khỏi bàn ăn đi ra ngoài. Định tìm chỗ nói chuyện riêng mà các cháu cứ ở đâu nhảy ra phá, mãi mới có chỗ yên tĩnh. Tính tình tự cao thích làm việc một mình, hoàng thượng không xin lỗi cũng chẳng giải thích cho nàng hiểu, còn bảo hoàng hậu hãy giữ im lặng đừng có nói ra chuyện ám sát. Có những chuyện phải cần có trí thông minh mới hiểu được, cô thì không hiểu được đâu. Hoàng hậu lúc này cũng vào vấn đề chính luôn, chuyện của hoàng thượng và Lưu Tể Tướng cô không quan tâm. Cái cô nghĩ tới là việc hoàng thượng đã lừa cô, nhưng cô đã suy nghĩ rất lâu, đã hiểu cho hoàng thượng. Hoàng thượng giống như trong tiểu thuyết phải lòng con gái của kẻ thù. Chàng không thể không đấu với Lưu Yết, cũng không thể làm cô bị tổn thương nên đành lừa cô hết lần này tới lần khác. Nếu chàng có điều gì còn lừa ta nữa thì thành thật ăn năn nói nốt ra, ta sẽ đắn đo đau khổ do dự chút rồi tha lỗi cho. Ôi danh hài của chúng ta đây rồi, cãi nhau một hồi thì còn lộ ra là trước giờ thư từ với cô là do Lưu Yết tự viết chứ có phải của hoàng thượng. Thấy có vẻ chưa thuyết phục lắm, hoàng thượng đưa lệnh bài xuất cung cho hoàng hậu tự đến phủ Tể Tướng kiểm tra, còn hoàng thượng vào bàn ăn thông báo. Thấy vậy Lưu Tể Tướng cùng Vĩnh Phúc phu nhân xin phép cáo từ về luôn. Ra tới cửa thị vệ bảo xe ngựa của Lưu Tể Tướng bị báo thủ hoàng hậu tranh mất rồi, sau một hồi tấu hài thì hai người đành cưỡi ngựa về. Ba hộ vệ bị Lưu Tể Tướng đập cho tơi bời đang ngồi than thở, quả ám sát thất bại này khả năng chưa kịp thoát kiếp FA thì đã đăng xuất. Lúc này thì hoàng thượng xuất hiện, xin lỗi anh em vì kế hoạch thất bại làm anh em lo sợ. Danh hài tiểu sai trách người của đường hộ vệ làm lộ tin tức, đường hộ vệ chúng nó có biết tin gì đâu mà lộ. Thẩm Ngạo thì không đưa ra ý kiến gì thêm, cả bốn người đang thắc mắc lý do gì Lưu Yết biết trước kế hoạch của họ. Thì hoàng thượng gọi tiểu sai và đường hộ vệ ra ngoài. Về đến biệt phủ, người làm thấy Tể Tướng như bắt được vàng. Bên trong nương nương đang làm loạn đập phá hết đồ đạc trong thư phòng, Tể Tướng vội bảo đưa phu nhân vào còn mình chạy vội tới thư phòng. Vĩnh Phúc phu nhân kiểu tôi còn chưa đồng ý mà, vớ va vớ vẩn. Loạn một hồi, biết hoàng thượng đã nói ra hài đánh không lại, liền đi hớt lẻo thật không có tiền đồ mà. Không chối được Tể Tướng mới thừa nhận thư cô viết được gửi thẳng tới phủ, sau đó ông đã nhờ người viết thư hồi âm. Bị cha lừa cay quá nàng muốn bỏ cung đi về thôn Tiên Ba. Thấy không cản được Lưu Tể Tướng dọa sẽ giấu Vĩnh Phúc đi không cho cô gặp mẹ. A tức quá được quả này cô sẽ về quậy banh cái cung lên cho ông mất mặt chơi. Trước khi đi cô còn xé tan bức thư của Lưu Tể Tướng viết cho mẹ mình, tức chết thôi con với chả cái không biết giống ai mà chả uy tín gì. Con đòi về, đến cửa phòng lại thấy Vĩnh Phúc cũng đang chuẩn bị tay nải về quê, ảo thật giàu như này mà vợ con nó vẫn muốn bỏ. Cứng không lại nóc nhà Lưu Tể Tướng bèn sử dụng khổ nhục kế giả bộ vết thương tái phát giữ chân bà ở lại. Mềm lòng cuối cùng bà vẫn ở lại chờ khi nào lão khỏi bệnh thì tính tiếp. Hai mẹ con Bạch Ngọc Hiếu Kỳ muốn đến xem mặt người vợ chính thức của Lưu Tể Tướng. Sau này có bị đuổi ra ngoài còn biết đường chuẩn bị từ bây giờ. Tể Tướng đang nói chuyện với thuộc hạ Tạ Quân mang tiền tới cảm ơn sự bảo vệ của Tể Tướng. Ông cho mang số tiền đó vào kho niêm phong không, vì Tạ Quân đang trấn thủ Lũng Tây, vẫn còn trấn nhiếp Tây Nguyệt thì đã xử hắn từ lâu. Đang nhiên thì đụng phải hai mẹ con Bạch Ngọc tới xem Vĩnh Phúc phu nhân, ông liền tiện đuổi về.
rồi bảo Bạch Ngọc vào thư phòng nói chuyện. Bạch Ngọc hỏi thư phòng ông vừa bị trộm sao mà nhìn kinh thế, Lưu Tể tướng đáp bị cướp đấy chứ trộm nào lục tung hết như này. Rồi bảo Bạch Ngọc chuẩn bị vào cung Lâu Dài, vì hoàng hậu luôn nghe nàng. Nàng vào đây thứ nhất là trông chừng không cho nó quậy gì quá, thứ hai là thường xuyên thông báo động tĩnh hai người hoàng hậu và hoàng thượng, ngày mai sẽ xuất phát vào cung luôn. Một mình trở về cung nương nương tủi thân khóc lóc. Nàng thất tình rồi bây giờ cần có rượu để giải sầu, bảo Tố Phương chuẩn bị tìm chỗ ngắm sao cho đúng tâm trạng. Trong lúc xem tấu chương, bệ hạ nhìn thấy mẩu giấy viết tay hoàng hậu kẹp vào, mong chàng sớm khôi phục trí nhớ, nàng sẽ cố gắng làm mẫu nhi thiên hạ. Nghĩ đến người vợ này, hoàng thượng định đi đến điện Hương La lại được thái giám bẩm báo nương nương đang ở Khâm Thiên Đài. Không phải là cô ấy nghĩ quẩn định nhảy lầu chứ? Lên đến nơi thì thấy nàng say ngoắc cần câu đang nằm dưới đất, bên cạnh la liệt bức thư ngày trước nàng viết. Hoàng thúc coi Khâm Thiên Đài thì kiểu vợ ngươi chứ không phải vợ ta, làm nào kệ ngươi. Không đành lòng, mặc dù cơ thể nàng gấp đôi nhưng vẫn đành cõng nàng đi xuống hơn 200 bậc cầu thang. Sáng ngủ dậy thấy toàn thân đau dã rời, thắc mắc không phải hôm qua nàng uống rượu đến tận đêm ở Khâm Thiên Đài sao? Nô tỳ định nhắc nhở là bệ hạ thì nương nương ngắt lời, từ giờ tuyên cầu là cách gọi mới mà hoàng hậu đặt cho bệ hạ. Từ nay cuộc chiến không chỉ có hoàng thượng với tể tướng nữa mà còn thêm giữa bệ hạ với nàng. Người bên ngoài chạy vào bẩm báo, hoàng hậu không quan tâm cơ mà hoàng thượng bảo hoàng hậu có thể rời cung đừng trở về nữa. Hoàng hậu nghe mà sôi máu, nghiến răng nghiến lợi chửi đúng là tuyên cầu mà. Bên này hoàng thượng đang cùng Tâm Phúc bàn kế đối phó Lưu Yết, nói không muốn hoàng hậu bị mắc kẹt giữa chàng và Lưu Tể tướng. Tiểu Sai bên cạnh vuốt mông ngựa nói hoàng thượng đúng là thánh nhân, Bồ Tát sống. Lúc này hoàng hậu xông đến Hiên Thần Điện, khiến Tiểu Sai và thái giám rúng gió vào, cô nói hoàng thượng chỉ giỏi bắt nạt đàn bà con gái cùng Lưu Bọ Cạp, một người hôn quân một người gian thần giống nhau. Tưởng chị hiền mà bắt nạt à, chị lại trả đốt cả nhà ấy chứ. Hoàng hậu xả một tràng nói một lèo không cho bệ hạ mở lời, còn cảnh cáo cô đã là hoàng hậu thì mãi mãi như vậy không rời khỏi cung nửa bước. Nói xong quay về chuẩn bị bản tố cáo thông báo cho toàn quân thần biết, công khai nói xấu xỉ vả vào bộ mặt của hoàng thượng, khẳng định lúc trước do kẹp đầu vào cửa không biết đúng sai mới yêu tên tuyên cầu này, nhưng từ giờ mắt khỏi đầu thông, tuyên bố cô và hoàng thượng đường ai lấy chấm hết. Mọi người thắc mắc sao mới hôm qua còn hạnh phúc một câu tuyên lang hai câu bệ hạ mà hôm nay lại giở trò làm càn quậy tung cung điện. Con gái thật khó hiểu, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng. Nghe mấy lời hoang đường đó, hoàng thượng bực tức lập tức bãi triều đi tìm nương nương tính sổ. Đi giữa đường đã gặp người cần tìm, hoàng thượng chặn cô lại, giữa ban ngày ban mặt hai người lôi lôi kéo kéo mất hết thể diện. Nương nương khẳng định buổi sáng đã nói rõ ràng đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, đừng đến tìm nàng nữa. Biết nói lý lẽ không được, hoàng thượng xoay qua nói chuyện đạo nghĩa vợ chồng, làm vợ thì phải biết giặt giũ nấu ăn làm việc nhà chứ. Ha ha, rồi xem hoàng thượng ta mà ra tay thì gạo xay ra thành cám. Đến lúc đó nương nương sẽ tự động cuốn gói về quê thôi. Tại ngự thiện phòng, bày ra la liệt nào cá nào thịt rồi rau củ quả không thiếu loại nào. Làm bữa sáng cho hoàng thượng mà nương nương tưởng cho cả đoàn người ăn. Đúng là sướng như vua, sáng ăn 30 món, trưa ăn 40 món, tối ăn 20 món, tổng cộng là 90 món tất cả. Hôm nay là buổi đầu nàng thực hiện, chỉ cần làm 20 món là hoàng thượng đã khai ân lắm rồi. Tưởng dùng cách này để nàng tình nguyện dứt áo ra đi sao, có mà nằm mơ. Danh hài nhanh trí làm một nồi lẩu thập cẩm rồi gắp mỗi topping vào một đĩa đủ 20 đĩa, 20 món. Đến giờ dùng bữa, các món bày ngay ngắn trên bàn chờ hoàng thượng đến thử. Màu sắc có thể không đẹp nhưng hương vị thì có một không hai. Bệ hạ ăn thử một miếng không tìm miệng được lại gắp tiếp liên miệng khen thức ăn ngon. Vốn dĩ định làm khó nương nương tự động rời đi mà không nhờ lại chúng kế, ngược lại bị đau bụng Tào Tháo đuổi. Tiếp theo đến công việc giặt giũ, tất cả quần áo của hoàng thượng cho hết vào một thùng giặt to. Không cần biết có lụa là gấm vóc thế nào, nàng cứ dùng chân dẫm thật mạnh quần áo màu lẫn lộn áo trắng, miễn là bảo nàng giặt thì giặt thế nào chả được. Lần này hoàng thượng có mà tức không nuốt trôi cơm. Tiếp đến là dọn chuồng ngựa, một hai đường quét dọn sạch nơi đây, phân ngựa cũng được mang đi bón cho cây trồng. Hoàng thượng đến kiểm tra thấy sạch sẽ tinh tươm, thấy sai sai chỗ nào thì phải đếm lại, thì phát hiện con ngựa Ngân Vân yêu quý của mình bị hoàng hậu cạo sạch lông. Ai dô đụng tới ta thì được, đụng tới ngựa của ta thì nhất định phải va chạm. Bỏ xuống lớp ngụy trang hoàng hậu hiền từ tục nữ, Lưu Kim Phượng sống với đúng bản thân năm xưa, hàng ngày mỗi bữa phải ăn 7 bát phần cơm, lượng thức ăn vô kể, sức ăn còn hơn cả các thị vệ. Lại còn mùng năm miệng 10, thấy không được nghe liền đổ nước không cho Bạch Ngọc đọc sách nữa. Bạch Ngọc bình thường vinh váo tự đắc, gặp hoàng hậu cũng đành tắt điện. Hơn nữa hoàng hậu còn nuôi thú cưng là con nhện độc, từ cổ chí kim phàm nuôi nhện độc toàn đại ma đầu, chứ ma đầu mới nổi làm gì nuôi nhện đâu. Tờ tấu trạng hoàng đệ Vân Trung nghe ngóng tập hợp được tình trạng dài như tờ sớ, tội của hoàng hậu cũng nhiều quá rồi. Lại thêm đường hộ về báo cáo là thôn Tiên Ba là thôn khắc phu, khả năng hoàng hậu cũng khắc phu khiến hoàng thượng hết hồn con chồn. Cả bốn cận vệ và hoàng thượng cùng nhau nghĩ cách đuổi hoàng hậu ra khỏi cung. Trận này cần bày binh bố trận kỹ càng, lên kế sách rõ ràng, vừa phải ra tay có chừng mực, vừa phải đạt hiệu quả cao nhất đuổi được hoàng hậu ra khỏi cung. Đường hộ vệ hiến kế nương nương không sợ bất cứ điều gì, duy chỉ sợ nhất là sửa mặt, sau các pha nấu ăn, giặt đồ. Dọn chuồng ngựa quá bá đạo thì nay hoàng hậu không cần làm gì hết, khuyến cáo anh chị em không học theo nhé, không lại khiến sức mẻ tình cảm gia đình thì AD không chịu trách nhiệm đâu. Bốn chàng ngự lâm thực hiện rủ nhau đi uống rượu với nương nương, bắt đầu tâng bốc khen ngợi cô nói xấu hoàng thượng để tạo niềm tin với nàng. Liên tục chuốc say cô bất tỉnh để hành động dễ dàng.
Vừa ngất xuống, nàng được đưa tới Linh Su Viện để thực hiện kế hoạch sửa mặt. Trên bàn phẫu thuật, nàng tỉnh lại thì thấy bị trói thành từng khúc, bất giác gọi Tố Phương thì bốn người Thẩm Ngạo, Vân Trùng, Tiểu Sai, Tiểu Tĩnh lần lượt đi ra, nói là được nương nương chiếu cố nhiều lên, muốn báo đáp tặng nương nương một khuôn mặt đẹp hơn. Trên đời, Lưu Kim Phượng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi sửa khuôn mặt tiểu khả ái này. Bây giờ đã là cá nằm trên thớt, sợ hãi kêu người thả ra. Ha ha, vô ích thôi, sẽ không ai đến cứu hoàng hậu cả. Anh chị em cứ chê xấu đi, khéo pha này tác giả đổi diễn viên luôn. Bên ngoài hoàng thượng đến kiểm tra tình hình ngoài cửa, không biết bên trong đang làm gì. Nghe loáng thoáng thấy tiếng hoàng hậu la hét vọng ra bên ngoài, sốt ruột cuối cùng hoàng thượng vẫn đi vào. Phía bên trong hoàng hậu dùng sức ba bỏ chín châu giật đứt dây trói, song toang chạy đâu mấy con sâu. Chiến công đầu là Thẩm Ngạo bị nàng ném bung cả cửa, liếc thấy hoàng hậu hung thần ác sát quá, a giả vờ xỉu. Bệ hạ định vào giải cứu hoàng hậu, thế éo nào hoàng hậu thì không sao, nhưng hoàng thượng thì có sao đấy. Hai người đuổi nhau ra ngoài sân Linh Su Viện chửi bới bệ hạ thốt ra đồ đanh đá rồi chuồn nhanh mất. Chạy đến cầu hoàng hậu rút dép ném như mấy mẹ Việt Nam, thái giám thuyên tử chúng đòn xỉu hoàng hậu, phi tới túm tóc hoàng thượng cũng không vừa, túm lại tóc hoàng hậu không, má nào chịu thua má nào. Lúc này ba thanh niên phá game tới thấy vậy định lao lên giúp hoàng thượng cơ, mà nhìn thấy thuyên tử vẫn nằm đó khiếp quá, chuồn hết, đúng là huynh đệ tốt mà. Tới khi thái hậu với thái phi đi ngang qua nhìn thấy, lúc này hai người mới buông nhau ra, hoàng hậu còn ăn gian bồi thêm một cú vào mặt hoàng thượng. Dưới lời trách móc của thái hậu bảo cô làm càn không có phép tắc, Kim Phượng rốt cuộc giọt nước tràn ly không chịu được nữa. Cô tự có lòng tự trọng của mình, nếu người đó đã không thích thì thôi, cô nâng được buông được, đồng ý với hoàng thượng không cần tốn công tốn sức đuổi nữa, cô tự về. Đến phòng, nàng tự tay viết đơn ly hôn rời xa hoàng cung nhiều lễ nghi, gò bó về quê sống tự do vui vẻ, cùng mang con nhện bảo bối đi theo. Tìm tới tìm lui thì thấy con nhện chui vào lọ thuốc mà lần trước Thẩm Ngạo kê đơn trị hen suyễn cho bệ hạ đã chết, kỳ tử trong đấy. Nghi ngờ người này có ý đồ, nàng chạy đến điện hiên thần tìm hoàng thượng nói lời cuối, tình cờ nương nương phát hiện tập thư tình ngày trước mình viết đang nằm ngay ngắn trên bàn chính điện. Suy nghĩ lại không phải buổi tối nàng uống say trên Khâm Thiên Đài, đống thư này đã xé nát sao còn ở đây. Bây giờ Kim Phượng mới biết hôm đó là hoàng thượng cõng cô về cung. Tại sao bình thường khẩu chiến với nàng như vậy mà tối hôm đó lại tử tế như vậy, người nói một đằng làm một nẻo. Nô tỳ Tố Phương bên cạnh khuyên nhủ cô đừng rời cung vội, nhưng ý nàng đã định cứ quyết định như vậy. Đang suy nghĩ thì có thích khách lẻn vào điện hiên thần có mưu đồ bất chính. Chỉ có mình cô với nô tỳ ở đấy đuổi theo. Mấy người chạy đến cung thanh trì bảo vệ hoàng thượng mới phát hiện người bị trúng độc trong nằm bất tỉnh trong bồn tắm. Không quản ngại hoàng hậu chảy vào trong bồn bế hoàng thượng đi tìm thái y. Trong phòng lư hương tỏa khói nghi ngút, đây chính là nguyên nhân mà bệ hạ trúng độc. Mọi người bất an chờ đợi ngoài điện hiên thần chờ tin tức thái y khám đi ra, ai cũng lo lắng long thể hoàng thượng thế nào. Cuối cùng hoàng thượng cũng tỉnh lại, nghi ngờ hoàng hậu ra tay hạ độc vì dạo này cô và hoàng thượng đang có xích mích. Hoàng thượng tỉnh dậy không nhưng không minh oan cho hoàng hậu mà còn nói mơ hồ là hoàng hậu là người hạ độc. Sai người áp giải nàng vào lãnh cung phía tây chờ ngày xét xử, trước khi mọi chuyện rõ ràng cấm nương nương bước ra khỏi cung nửa bước. Phải chăng đây là tương kế tự kế mà hoàng thượng nghĩ ra, nhốt hoàng hậu lại nhằm tìm ra kẻ chủ mưu thật sự là ai? Hoàng thượng để Thẩm Ngạo, Đường hộ vệ, Tiểu Sai vào cung hoàng hậu lục soát. Lúc sau Thẩm Ngạo mang lọ thuốc độc nói là tìm được trong ngăn kéo tủ của hoàng hậu. Hoàng thượng khen y vất vả rồi, cơ mà không phải vất vả tìm được thuốc mà là vất vả xây dựng vở kịch này. Hóa ra trước đây tình cơ hoàng thượng đã ngửi thấy mùi dầu trong lư hương trên tay của Thẩm Ngạo. Không thể chối cãi, hắn rút dao bắt Bạch Ngọc bên cạnh mình làm con tin, nhưng hoàng thượng đã có chuẩn bị trước bao vây hắn, nếu hắn khai ra người đứng sau giật dây sẽ tránh được tội chết. Bạch Ngọc nhớ lại vị khách thần bí tới nhà mình là Thẩm Ngạo, không lẽ chuyện đầu độc là do tể tướng làm? Mất cảnh giác Thẩm Ngạo liền bị trúng tên, người hắn kể chuyện là ngày xưa phụ thân bị oan xử tội chết, còn mẫu thân vì đau buồn mà qua đời theo, khiến hắn trở thành đứa mồ côi bị hắt hủi từ nhỏ. Từ đó ôm mối hận vào cung trả thù, còn một chuyện nữa hắn nói nhỏ cho hoàng thượng rồi rút dao tự sát. Trở về cung hoàng thượng nói cho đám tâm phúc biết Thẩm Ngạo đã đi tìm Lưu Yết muốn hợp tác giết hoàng thượng nhưng bị Lưu Yết từ chối, Lưu Yết còn cố ý cứu hoàng thượng. Thật không biết Lưu Yết ông ta có mục đích gì hay hoàng thượng còn giá trị lợi dụng gì mà chưa thể chết. Tập phim hôm nay đến đây là hết rồi. Nhớ like và đăng ký kênh Funny Ghost Review, nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo tập phim tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập phim tiếp theo.